Nhiều người mất nhà cửa do sạt lở đất tại Peru. Vào hôm thứ Sáu ngày 1 tháng 7, những trận lở đất đã đe dọa nhiều ngôi nhà và người dân ở tỉnh Huari của Peru, buộc các gia đình phải sơ tán ngay sau khi có khoảng 150 ngôi nhà bị hư hỏng nặng. Đá trượt ầm ầm lăn xuống ngọn đồi Cruz de Salapa của Peru khi Bộ trưởng Quốc phòng Jorge Gaviria của nước này đến thăm khu vực bị tàn phá vào thứ Năm ngày 30 tháng 6. Gaviria đã đến thăm quận Chavín de Huerta để khảo sát mức độ thiệt hại cũng như chứng kiến những vụ sạt lở nối tiếp nhau tại khu vực này. Bộ trưởng ngay sau đó đã cảnh báo người dân tránh xa các khu vực có nguy cơ bị sạt lở, ảnh hưởng đến tính mạng của người dân xung quanh khu vực này. Theo báo cáo cho đến nay, vẫn chưa ghi nhận trường hợp tử vong hoặc bị thương nào sau vụ sạt lở đất. Truyền thông địa phương cho biết khoảng 150 người sơ tán đã ngủ lại bến xe buýt trung tâm của thành phố Huari trong bối cảnh nguy cơ sạt lở tiếp tục xảy ra.